Ngày 15 tháng 11 tại Hải Dương, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp do nữ làm chủ đến từ 19 tỉnh thành trên khắp cả nước. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI nhấn mạnh, với mạng lưới 33 tổ chức hội thành viên tại 32 tỉnh thành trên cả nước, cùng hơn 8.000 hội viên, VAWI là một thị trường quan trọng trong kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Theo thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam, tính chung 9 tháng năm 2023, tình hình thị trường trong nước về cơ bản tương đối ổn định, nguồn cung các hàng hóa trong nước được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy, thị trường trong nước đang có rất nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung và doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng. Chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề kết nối giữa các doanh nghiệp ở trong nước. Và bản thân của tôi thì tôi thấy rằng là cần phải có những cái chương trình như thế này nhiều hơn nữa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cơ hội rất là tuyệt vời để cho các doanh nghiệp trong nước có thể kết nối lại với nhau. Thì người Việt chúng ta sẽ ưu tiên dùng hàng Việt, đúng không ạ? Và hơn nữa là chị em trong họ có thể hỗ trợ được cho nhau. Chúng ta sẽ cùng phấn đấu và đi lên. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra triển lãm sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp đến từ 19 tỉnh thành. Hội nghị đã góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, kết nối hiệu quả các nhà cung ứng địa phương với hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại theo vùng và các nhóm sản phẩm tiềm năng, kích cầu tiêu dùng trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, phục hồi và phát triển sản xuất trong tình hình mới. Hiện tại thì thị trường trong nước thì bên mình có 38 trên 63 nhà phân phối trên toàn quốc và hệ thống siêu thị Big C toàn quốc và hệ thống siêu thị Vin. Vai trò của thị trường trong nước rất là quan trọng với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp như chúng mình như thế này. Mình cũng rất là mong muốn là có nhiều buổi kết nối như này để chị em có thể là giao thương cùng nhau và biết đến những cái lợi ích của sản phẩm. Tại hội nghị, 18 hội nữ doanh nhân các tỉnh thành đã ký kết hợp tác toàn diện về kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại. 8 cặp doanh nghiệp đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực.